Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em Và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây chuyền vàng trắng tình yêu. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn. Dây chuyền vàng trắng tình yêu được nhập khẩu tại Hàn Quốc, mang đến vẻ xinh xắn đến cho người đeo. Chiếc dây chuyền nhỏ xinh này sẽ giúp mang đến vẻ dịu dàng, thanh thoát đến cho phái đẹp. Không chỉ vậy, đây cũng là món quà tặng vừa đặc biệt, vừa ý nghĩa, được nhiều nữ giới yêu thích. Dây chuyền vàng trắng tình yêu nhận đặt chế tác theo yêu cầu của khách hàng. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.